sống sót 24 giờ cùng bộ tộc khắc nghiệt nhất châu Phi. Chuyến hành trình khám phá các bộ tộc lần này, bạn và tôi sẽ dành 24 giờ để ăn uống với bộ tộc cứng rắn nhất ở châu Phi. Hãy gặp bộ tộc Dasanak, nhưng trước tiên hãy khám phá hành trình đến Ethiopia và cùng nhau đi sâu hơn vào thung lũng Omo của đất nước này. Đến một nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất mà tôi từng chứng kiến ở châu Phi, nơi trẻ em ngủ bên ngoài giữa bọ cạp và nhện. Nơi này rất khác so với các bộ tộc khác chúng tôi đã đến đây ở Ethiopia, điều kiện sống còn khắc nghiệt hơn nhiều. Phía bên kia, người trong bộ tộc lấy một ít nước dùng và đổ nó vào máu tươi. Liệu họ có đến sông Omo để đấu với những con cá sấu đen khổng lồ? Và bạn có thấy người phụ nữ này đang chế biến món gì đó từ lá cây? Thành thật mà nói, tôi hơi sợ hoặc liệu có an toàn khi sử dụng từ loại cây thần kỳ này. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ săn bắn và ăn uống với tư cách là một thành viên bộ tộc Zeleba. Mặt trời đã lặn được một giờ, tất cả mọi người ở trên mặt nước nhưng vẫn chưa rời khỏi bờ biển. Lúc này trên bãi biển rất hỗn loạn, bạn không thể nhìn thấy nhưng có khoảng 100 người đang nhìn chúng ta. Họ nói rằng cần phải đợi sóng dịu đi một ngày. Với bộ tộc khắc nghiệt nhất ở châu Phi, không nên bắt đầu bằng một bữa ăn mà bằng một cuộc đi săn, và sẽ không săn lùng bất kỳ loài động vật nào mà chúng tôi nhắm đến. Cá sấu khổng lồ ở sông Đen rất tàn bạo và hân hạnh được gặp bạn bằng một cú táp. Tối nay chúng ta cùng thợ săn vĩ đại và theo chân ông ấy tham gia cuộc đi săn cá sấu. Đồng bào trong làng không ăn thịt cá sấu vào ngày mai, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tổ chức một bữa tiệc ngon lành, rất thơm ngon, và tôi sẽ gặp gỡ một số chiến binh khét tiếng nhất trên lục địa này, bộ tộc Dasan. Tên gọi của họ có nghĩa là những người của vùng đồng bằng, một xã hội nông nghiệp nuôi gia súc. Với bình minh, họ bắt đầu một ngày mới. Một số người bắt đầu nấu ăn, những người khác chăm sóc gia súc, một số làm ruộng và nhiều người trò chuyện để giải trí và làm thời gian trôi qua. Trong khi đó, một bữa sáng bổ dưỡng đang được chuẩn bị với sự tham gia của tôi, ông Tomer, thợ săn của chúng ta, và Bray, nhà sản xuất địa phương. Tôi hy vọng sẽ thấy ai đó săn thật sự một con cá sấu ở dòng sông, nhưng chúng tôi không có cơ hội làm điều đó. Nhưng một ai đó đã săn được những con cá này, có phải là bạn đó không? Cùng nhau, món ăn này bắt đầu với cá tươi, được cắt thành từng miếng nhỏ để dễ quản lý. Chúng tôi săn các loại cá khác nhau như cá rô, cá tra, và tất cả đều có ở đây. Đun nóng nồi nước sau đó đổ vào những miếng cá. Người dân Dasan phụ thuộc vào dòng sông Omo gần đó cho sự sống của họ. Ngoài vai trò quan trọng trong nông nghiệp, giao thông và các cuộc họp xã hội, dòng sông cũng là nguồn thực phẩm tươi sống quan trọng. Cá như thế này là thành phần chính trong chế độ ăn của họ. Những miếng cá to thật đấy. Tôi có một miếng da bị cắn ngay đây. Và chúng tôi trộn chúng với cháo. Cháo là loại tinh bột chính của họ, một hỗn hợp của nước, muối, bột ngô và sogo, khuấy đều cho đến khi nó đặc lại. Cá có một chút lạ, giống như sushi, giữa như gelatin. Cảm giác như thế nào? Nó rất ngon, da cá thơm và ngậy, bên trong rất mềm mại và có vị rất riêng của cá sông. Họ có món nước lèo từ cá. Tôi nghĩ nó sẽ có nhiều hương vị hơn, nó thực sự mập mà, có một lớp dầu mập dày đặc trên đó. Anh ấy nói, tôi thích nó, bạn thích nó, bạn đã lớn lên ở khu vực này. Việc tiếp cận thực phẩm dễ dàng hơn đối với những người sống gần sông, nơi cá chiếm vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống. Mặc dù gặp phải nhiều thử thách, cộng đồng này cho thấy sự bền bỉ và sự giàu có văn hóa qua các thực hành truyền thống và bữa ăn chung. Cùng nhau, món ăn này bắt đầu với cá tươi được cắt thành từng miếng để dễ quản lý. Nhân dân tộc Dasan phụ thuộc vào sông Omo gần đó để kiếm sống. Bên cạnh vai trò quan trọng của nó trong nông nghiệp, giao thông và các cuộc tụ họp xã hội, sông còn là nguồn tài nguyên quan trọng của cá tươi. Cuộc sống ở đây cảm thấy khắc nghiệt với sự nghèo đói rõ rệt trong chế độ ăn uống và điều kiện sống. Các cặp vợ chồng sống trong những ngôi nhà làm từ que và mảnh kim loại, trong khi những người khác ngủ ngoài trời trên mặt đất giữa nguy hiểm từ các loài động vật như rắn và bọ cạp. Qua lăng kính của riêng tôi không thấy nhiều hơn ngoài sự khổ sở và khó khăn, nhưng nét mặt của người dân ở đây kể một câu chuyện khác, và chúng ta sẽ sớm tìm hiểu tại sao lăng kính của họ lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi không thể tưởng tượng được việc ngủ ngoài trời trên mặt đất như thế nào. Làm sao bạn có thể làm được điều đó? Nhưng trước tiên, tôi ngồi xuống với hai trưởng làng và phiên dịch viên Mercy để nếm thử cái được biết đến ở đây là cây thần kỳ. Những lợi ích của cây này là gì? Các loại thuốc khi bạn bị sốt rét, insulin và cả huyết áp. Cây thần kỳ hay còn gọi là cây trùng ngây được trồng tại địa phương. Được trồng và cung cấp cho bộ tộc Dasan bởi chính phủ Ethiopia. Nó được biết đến là cây thần kỳ vì mọi phần của cây trùng ngây đều có thể mang lại lợi ích cho con người và động vật. Lá, rễ, vỏ, hạt và bánh hạt đều có thể được dùng làm thực phẩm, thuốc và thậm chí là để lọc nước. Hôm nay, chúng tôi tập trung vào lá cây, được luộc đơn giản với muối. Sau khi hoàn thành, nước luộc được tách ra khỏi lá. Nó có vị khá ngon, giống như rau bina luộc nhưng ít nhão hơn, cứng hơn và có vị hơi đắng. Nhìn chung, nó ngon, hơi giống đậu bắp.
tôi có thể thích món này hơn cá. Một cách khác để tiêu thụ là uống nước luộc. Tôi đang nếm thử một chút lịch sử từ chiếc bình này. Nó có vị giống rau củ nhưng có mùi giống như thịt dê hoặc cừu. Với sự xuất hiện của con cừu, đã đến lúc bắt đầu bữa tiệc lớn của chúng tôi. Sau khi giết mổ, máu được rút và giữ lại, sớm sẽ được biến thành một món súp buổi chiều ấm cúng. Da được gỡ bỏ và thịt được chia nhỏ và xẻ thịt. Kỹ thuật nấu ăn được sử dụng ở đây là một kỹ thuật cổ xưa. Những miếng thịt cừu được xuyên qua bằng một cành cây sắc nhọn và đặt gần lửa để nướng. Trong khi chờ đợi món này chín, món ăn đầu tiên từ thịt cừu của chúng tôi đang hình thành. Trước khi bữa ăn bắt đầu, tôi được cho biết rằng có một món đặc biệt. Đây là công thức cho món súp máu cừu của Das. Đầu tiên đun sôi xương cừu, thịt và nội tạng cùng nhau để tạo thành một loại nước dùng cừu. Nước dùng cừu này kết hợp với máu tạo ra một sự kết hợp đặc trưng mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ bộ tộc nào khác. Đúng vậy, tôi hy vọng rằng máu sẽ chuyển sang màu nâu hoặc trông có vẻ chín hoặc gì đó. Wow, anh ấy vừa uống một ngụm lớn như một người béo vừa chạy xong 5 km đầu tiên của mình. Ở sa mạc Sahara, vậy mục đích của việc thêm nước dùng là gì? Nó tốt cho món súp máu cừu. Anh ấy nói rằng anh ấy thích nó rất nhiều và tôi rất vui cho anh ấy. Giờ thì quay trở lại với món thịt cừu. Với đủ thời gian bên ngọn lửa bập bùng, thịt đã được nướng hoàn hảo và sẵn sàng để thưởng thức. Tham gia cùng chúng tôi là các chuyên gia về thịt cừu, ông Lowcock và ông Ara. Thường thì sẽ có một nhóm lớn người ăn cùng nhau và một người cắt và phân chia thịt cho mọi người khác. Nó trông rất ngon, khá mọng nước. Nó có hương vị rất giống thịt cừu, nhưng nhìn chung nó rất ngon, hơi khói một chút, hơi chua một chút. Sườn trông là phần ngon nhất, rất nhỏ và mỏng nhưng thịt trông giòn, có một lớp mỡ đẹp trên đó. Sườn là phần ngon nhất, siêu mềm, béo, mềm mại như có một lớp giòn bên ngoài. Bạn biết đấy, tôi phải nói rằng đối với hầu hết người Việt Nam đang xem điều này ngay bây giờ, họ sẽ tự hỏi việc ngủ ngoài trời trên mặt đất, trong các yếu tố tự nhiên với tất cả âm thanh, với tất cả côn trùng, và cả điều kiện sống thiếu thốn trong hoàn cảnh như này. Nhưng anh ấy và dân làng ở đây không cảm thấy tệ. Anh ấy không tự thương hại mình, đây là cuộc sống hàng ngày của họ. Đôi khi, mọi việc ở đây khó khăn hơn nhiều so với những gì mọi người thực sự nói với tôi. Và đây là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở bạn đã may mắn như thế nào trong cuộc sống của mình. Tôi nghĩ sẽ làm mới để kiểm tra những quan niệm sẵn có của mình và cởi mở hơn với các khả năng, luôn luôn đặt câu hỏi để tìm hiểu sự thật thực sự và học hỏi thêm về những người mà bạn đang ở cùng và ăn uống cùng. Nếu không, tôi hy vọng bạn đã thích video này. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Biên tập video Đờ Si thực hiện bởi Phong Núi.